Số 10, 8 tháng dưới. Còn cái con này là cỡ hơi lớn. Ở cái bên kích thước này thì cái khung xương này là khỏe. Phần cơ thể hơi dài. Con này thì cần nó chống lực lượng chút nữa. Và cái phần đầu là một cổ vó to đực tốt. Còn móc thấm màu. Còn cái phần hàm rất khỏe. Và cái phần hàm dưới khỏe. Và cái miếng cắn chuẩn. Con này mà cơ thể mà nó rộng hơn chút nữa thì đẹp. Và phần cổ chân trước tốt. Và cái phần cổ khỏe. Ở phần lưng thì tốt nhưng phần bụng thì chấp nhận được. Ở cái phần màu mảng là ở mức độ trung bình. Ở cái phần mông chuẩn. Cái phần mảng nó hơi bị lớn, phần nó hơi bị rộng trên ngực. Cái vai của nó hơi bị, cái phần hàm vai nó hơi nở. Và cái phần thân trước thì chấp nhận được, phần thân sau thì tốt. Con này chạy rất là khỏe mạnh. Cái bước sải chân rất là chuẩn. Đấy, nhưng mà mông thì chạy cao hơn lưng. Cảm ơn bạn và cho chó trong này chọc chút. Thôi 49 rồi. 49 ra đây. 49 à? 47. Ở chó số 47, 8 tháng. Ở con này trên trung bình. Ở phần cơ thể tốt. Rất là cảnh giác. Ở bên phần đầu nó được khỏe mạnh. Ở thần thái tốt. Và phần tỷ lệ ngực tốt. Cái phần và đường sống lưng, đường bụng rất tốt. Và cổ rất khỏe. Và mắt thấm màu. Và tai ở vị trí đúng. Và phần lưng bụng đúng. Và cái lông thì đúng. Thế nhưng mà lông lưng nó hơi bị xoăn. Và phần thân sau rất là tốt. Và tai ở vị trí đuôi vị trí đúng. Màu là con này, cái màu vàng của nó đậm hơn một chút nữa thì đẹp. Con này răng cắn chuẩn. Thần thái rất là tốt. Quay trở lại đi. Gắn cái dây lại. And mom, tell him to go back. Tell him to run with the dog. What are you doing? Tell him to run. Chúng ta chạy với chó chứ, nhưng mà chúng ta chó phi nước đại thì chúng ta phải phi nước đại, chúng ta đừng phi nước tiểu như thế. Let the dog run. You can't. Chúng ta chạy đi. Chạy đi. Yes. Chó phi nước đại đấy. Chạy chạy rất là khỏe mạnh và cân đối. Và các cho bạn chó chạy một vòng. Chạy chạy nó rất là ổn định. Nó chạy chân rất là khó. Yếu này ngáo rồi.
vẫn là good nó vào. Very good expression. Đi. Đứng. Cái tai ở vị trí đúng. Nó bây giờ nào là cái lúc mà chúng ta dụ chó thì không ai dụ. Ở cái điểm stop rất là tốt. Và mắt thấm màu. Và cái phần màu mép rất là tốt. Sufficient chest proportions right. Cơ thể vận cơ vận lực và tỷ lệ cơ tốt, nhưng mà nếu mà nở chút nữa thì đẹp. Có cái phần cổ chân nó hơi bị xoay. Mắt thấm màu. Và phần sống lưng và phần bụng tốt. Và cái phần thân trước tốt và đằng sau thì rất tốt. Nhưng mà nó đứng thì trông nó phải ra dáng chuẩn một chút. Vâng, lông thì chuẩn và ở đang tình trạng rất tốt. Và cái phần màu mảng tốt. Nhưng mà cổ chân vẫn có tí lông đen. Vâng, tê đuôi ở vị trí đúng. Chạy thẳng lên trước quay lại. Thẳng lên cái bảng quay lại. Đó. Bước chạy ổn định và cân bằng. Quay lại đi bạn ơi. Correct in front and rear. Phần thân trước, thân sau kia chạy rất là chuẩn. Và quay trở lại và phải chạy một vòng nữa. Và cái phần cổ chân nó hơi bị quỳnh. Cái quả bóng này là luôn luôn bị kéo cài quy vào không có mà này nghịch này nhìn nghịch nhỉ, nó không bỏ ra cầm xong lúc nào xong thì cầm mất ngay.